Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Bún Đậu Anime đây. Hôm nay, mời các bạn cùng mình theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ anime Thanh Gươm Diệt Quỷ mùa thứ 4, Đại Trụ Đặc Huấn, tập 1 và 2 nhé. Tập 1. Mở đầu là cảnh phong trụ Sanemi và xà trụ Obanai cùng với các kiếm sĩ đang truy lùng một con quỷ chuyên đi bắt cóc phụ nữ. Hang ổ của nó là một tòa thành bỏ hoang từ thời Minh Trị Duy Tân. Nhận thấy bản thân đã bị phát hiện, con quỷ cố tình lừa các kiếm sĩ vào bên trong để chơi trò đánh hội đồng. Với bầy quỷ cấp thấp như thế này, phong trụ và xà trụ dễ dàng xử lý trong nháy mắt. Bộ đôi khuyên đàn em nên về trước để mình xử lý nốt cái đám còn lại. Obanai cảm thấy nơi đây khá kỳ lạ, bởi hiếm khi thấy lũ quỷ tập trung đông như thế này. Với hơi thở của gió, phong trụ nhanh chóng chém bay đầu bầy quỷ đang lúc nhúc một chỗ. Xà trụ cũng chẳng kém cạnh, dùng hơi thở của rắn cho kẻ địch biết thế nào là sức mạnh của một trụ cột. Biết không thể địch lại, con quỷ bắt cóc phụ nữ chỉ còn cách bỏ chạy thục mạng. Lũ quỷ cứ ùa ra như kiến cỏ, giết mãi mà vẫn chưa hết nên Sanemi vô cùng tức giận. Trong tình cảnh này, xà trụ quyết định yểm trợ cho phong trụ để anh ta có thể cứu được cô gái kia. Tuy đông nhưng bọn quỷ này quá yếu nên chẳng thể khiến Obanai gặp khó khăn nào. Bên này, phong trụ đã đuổi kịp con quỷ cầm đầu. Những con quỷ bắp xung quanh nhanh chóng bị tiêu diệt, máu của chúng đã nhuộm đỏ cả người của Sanemi. Con quỷ kia sợ quá ném cô gái sang một bên rồi nhảy xuống phía dưới. Xà trụ lập tức có mặt đỡ lấy con tin, ngay sau đó hai trụ cột cùng nhảy xuống để đuổi theo con quỷ. Hiện ra trước mặt bọn họ chính là Vô Hạn Thành, hang ổ chính của lũ quỷ dưới trướng Muzan. Dù rất muốn giết con quỷ kia, nhưng cuối cùng hai trụ cột đã bị dịch chuyển về vị trí cũ. Sáng hôm sau, Kanao cũng đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình. Thấy cô nàng vẫn bình an vô sự, ba đứa trẻ vô cùng mừng rỡ và hớn hở. Trong khi đó, trùng trụ Shinobu đang ở trong dinh thự cho cả ăn. Cô liền kể cho đệ tử về thành tích của nhóm Tanjiro, Muichizo và Mitsuji tại làng thợ rèn. Hai thượng nguyệt đã bị tiêu diệt cùng một lúc. Đồng thời Nezuko đã đi lại được dưới ánh nắng mặt trời. Điều này đồng nghĩa với việc Kibutsuji Muzan sắp sửa hành động. Hắn sẽ tìm mọi cách để có được trong tay con quỷ khuất phục được mặt trời là Nezuko. Thế nên bây giờ, Shinobu sẽ tới phủ Umurasaki để tham gia cuộc họp khẩn cấp của các trụ cột. Và trong lúc không có ở đây, trùng trụ muốn Kanao chăm sóc Nezuko giúp mình. Song song với đó, Tanjiro đang nói chuyện với Goto-san về ngôi làng thợ rèn. Mặc dù bị tấn công bởi hai thượng huyền, nhưng thiệt hại về người và của đã được giảm tới mức tối thiểu. Các thợ rèn nhanh chóng thu xếp hành lý để đến ngôi làng khác, tránh để quỷ mở ra một cuộc tấn công mới. Sau 7 ngày bất tỉnh trên giường bệnh, cuối cùng Tanjiro cũng đã tỉnh lại. Nghe theo lời Luyến Trụ, cậu cố gắng ăn thật nhiều để nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe. Luyến Trụ và Hà Trụ cũng chỉ mất 2 ngày dưỡng thương để trở lại bình thường. Tốc độ hồi phục của Tan cũng dần đuổi kịp được các trụ cột. Còn về việc của Nezuko, cô bé đã có thể đứng được dưới ánh mặt trời. Đây thực sự là một điều tốt. Luyên thuyên một hồi, tí nữa thì Tanjiro tiết lộ danh tính của cô Tamaro cho Goto-san. Cùng lúc đó, ba đứa nhỏ đang chơi cùng với Nezuko và em ấy đang tập nói chuyện. Khi Zenitsu trở về, thì vô cùng bất ngờ khi Nezuko đang bập bẹ nói câu xin chào. Cậu ta la hét om sòm và không kiềm chế được bản thân mình nữa. Zenitsu tưởng rằng, cô bé học nói là vì mình nên muốn cưới Nezuko ngay và luôn. Đen thay, người mà Nezuko muốn chào lại là Inosuke. Điều này làm Zenitsu tức đến ói máu, mau chóng đi tìm thằng bạn để tính sổ. Thì ra 2 ngày trước, Inosuke đã trở về dinh thự của trùng trụ với vô số vết thương. Sau đó, cậu ta đã dành nguyên một ngày để dạy cho Nezuko cách nhớ tên của mình. Hôm nay tại dinh thự của Umurasaki, một cuộc họp thượng đỉnh giữa các trụ cột được tổ chức. Phong trụ và xà trụ đã trở về sau khi để mất dấu con quỷ kia. Họ khá là ngạc nhiên khi Hà trụ và Luyến trụ tiêu diệt được hai thượng huyền. Phong trụ Sanemi tỏ ra ghen tị khi không được đánh nhau với các thượng nguyệt. Xà trụ thì cho rằng đâu phải ai cũng có thể đánh được với chúng, đồng thời hỏi han tình hình sức khỏe của Luyến trụ và Hà trụ. Được cờ rút quan tâm, Kanzoji mừng thầm ở trong lòng. Muichizo thấy mình vẫn chưa bình phục hẳn. Việc đánh bại hai thượng nguyệt mà không mất đi một ai quả là điều hết sức tuyệt vời. Nếu lần này mà mất thêm trụ cột thì sát quỷ đoàn chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Trùng trụ cũng khá mừng khi hai người đồng đội hồi phục nhanh chóng. Ngay sau đó, Amane, phu nhân của chúa công Umurasaki đã có mặt. Hôm nay, bà ấy sẽ là người chủ trì cuộc họp thay cho phu quân của mình. Tình trạng bệnh tình của Kagaza hiện tại đang ngày càng trầm trọng, nên không thể tham gia được. Các trụ cột liền lập tức cúi đầu sau khi nghe được tin này. Thạch trụ hy vọng tính mạng của chúa công kéo dài càng lâu càng tốt, đồng thời mong phu nhân Amane giữ vững tinh thần. Và rồi cuộc họp được bắt đầu. Như đã biết, Nezuko đã có thể đi lại dưới ánh mặt trời, thế nên chúa quỷ Muzan nhất định sẽ chọn cô bé làm mục tiêu.
thời gian diễn ra trận chiến cuối cùng đã sắp đến. Amane nhận được tin Hà Trụ và Luyến Trụ đã thức tỉnh được dấu ấn đặc biệt trong trận chiến với Thượng Nguyệt Quỷ. Bà mong muốn hai người họ sẽ chia sẻ cách để đạt được nó. Trong thời chiến quốc, những kiếm sĩ diệt quỷ từng chạm trán với Mu Gian đều có dấu ấn giống như loài quỷ. Đây là thông tin được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhưng vì không có người nghiên cứu về ấn chú, nên ngay cả các trụ cột cũng mới nghe lần đầu. Và bây giờ, người đầu tiên có dấu ấn diệt quỷ không phải là các trụ cột ở đây, mà lại là chàng trai trẻ Kamado Tanjiro. Tuy nhiên, cậu ta cũng chẳng thể giải thích vì sao mà mình đạt được nó. Sau trận chiến tại làng thợ rèn, Hà Trụ và Luyến Trụ cũng đã thức tỉnh được dấu ấn, nên phu nhân Amane muốn hai người họ miêu tả hoàn cảnh lúc đó. Mitsuji nhanh nhảu trả lời một cách liến thoáng, nhưng nói một hồi, thì những người xung quanh chẳng thể hiểu cô nàng đang đề cập tới cái gì. Đến là bó tay với Luyến Trụ luôn. Cảm thấy quê quá trời, Kanzoji chỉ còn biết cách cúi đầu tạ lỗi vì những hành động ngớ ngẩn của mình. Trái lại, Hà Trụ diễn tả quá trình thức tỉnh dấu ấn của mình rất là dễ hiểu. Khi đó, Muichizo đã dính độc của thượng ngũ, cậu cố gắng tối đa việc điều chỉnh hơi thở và nhịp tim để chất độc không phát tán. Lúc này, Hà Trụ cảm thấy nhịp tim của mình đập khoảng 200 lần trên phút, cơ thể như bị thiêu cháy, nhiệt độ lên tới 40 độ. Túm cái váy lại thì vào lúc mà Muichizo cảm thấy bản thân sắp chết, cậu mới có thể thức tỉnh được dấu ấn. Nghe tới đây, Luyến Trụ ngớ người ra luôn. Trong khi đó Phong Trụ lại cho đây là điều hết sức đơn giản. Thủy Trụ liền chụp luôn câu, có giỏi thì làm thử xem, khiến Sanemi tức không chịu được. Vậy bây giờ dấu ấn sẽ là biểu tượng của trụ cột, ngoại trừ Tanjiro ra. Sau cùng, phu nhân Amane muốn tất cả các trụ cột tham gia vào cuộc tập huấn lần này, không có ngoại lệ nào khác. Tuy nhiên, sau khi bà ấy rời đi, Tomioka cũng tính rút lui mà không cùng mọi người lập kế hoạch cho buổi tập huấn. Mặc dù Phong Trụ và Xà Trụ tỏ rõ sự khó chịu, nhưng Thủy Trụ vẫn nhất quyết rời đi. Anh chàng cho rằng mình và 6 trụ cột ở đây không giống nhau nên đừng níu kéo làm gì mất công. Quá cay cú, Sanemi tính lao tới đấm cho Tomioka một cái cho bõ tức. Thấy thế, Thạch Trụ liền vận sức tạo ra một rung chấn lớn làm các trụ cột khác phải sững người. Giomei muốn tất cả cùng ngồi lại và đề nghị họ cùng mình làm một chuyện. Song song với đó, anh chàng thợ rèn Haganezuka đã mang kiếm tới cho Tanjiro. Nó đã được lắp chuôi kiếm của Rengoku và sau khi được mài, thì trông vô cùng đẹp mắt. Haganezuka vẫn còn tức giận việc Tanjiro và Muichizo sử dụng thanh kiếm khi mình chưa mài xong. Sau khi mắng chửi một hồi thì anh ta bỏ về trong sự bực bội. Cũng vì sự ồn ào này mà Genza không tài nào ngủ nổi. Cùng lúc đó, Inosuke đột nhiên hồng hộc xông vào. Cậu ta phấn khích vì sắp được tham gia vào đợt huấn luyện để bản thân trở nên mạnh hơn. Lúc này đây, 6 trụ cột đang lên kế hoạch cho buổi đặc huấn trụ cột. Thời gian bắt đầu sẽ là 3 ngày hôm sau, phải tranh thủ từng phút giây một trước khi Muzan ra tay. Sau cuộc chiến tại làng thợ rèn, tần suất xuất hiện của bọn quỷ đang dần ít đi, có lẽ là vì chúng đang nhắm tới Nezuko. Đây có lẽ là cơ hội tốt để các trụ cột nâng cao trình độ bản thân nói riêng, và sát quỷ đoàn nói chung. Toàn bộ các trụ cột đều tán thành chủ ý của Thạch Trụ. Lần này, Giomei còn nhờ các cựu trụ cột giúp đỡ một tay. Chỉ tiếc là Thủy Trụ không tham gia mà bỏ đi đâu đó. 3 ngày sau, buổi tập huấn khắc nghiệt đã được triển khai. Những ai có cấp độ dưới trụ cột đều phải rèn luyện hết mình để gia tăng sức mạnh. Tanjiro rất mong chờ cuộc tập huấn khắc nghiệt này. Trái lại, Zenitsu lại cho đây là địa ngục trần gian. Với Tanjiro, việc tập luyện với những người mạnh hơn sẽ giúp bản thân cải thiện hơn rất nhiều. Nhưng Zenitsu quá chán cái cảnh khổ luyện rồi nên muốn bỏ đi ngay bây giờ. Tanjiro cảm ơn Zenitsu vì nhờ sở kiêu tốc biến mà cậu ta dạy, Tanjiro đã có thể đuổi theo và tiêu diệt được thượng tứ. Được thằng bạn định nọt các kiểu, Zenitsu vô cùng khoái chí, vui như được mùa. Đúng lúc này, quạ đen đưa thư bay, tới đưa cho Tanjiro bức thư của chúa công Uburashiki. Trong đó có ghi rằng Thủy Trụ không tham gia vào kỳ đại trụ đặc huấn. Bên này, phu nhân Amane đang chăm sóc cho tướng công của mình. Nếu chẳng may Uburashiki ra đi, những đứa con sẽ tiếp tục kế thừa ý chí, cảm xúc của ngài, mang theo di nguyện đánh bại Kibutsuji Muzan từ đời này qua đời khác. Chúa công Uburashiki rất biết ơn phu nhân của mình. Câu nói này đã khiến Amane không kìm nổi nước mắt. Mặt khác, âm trụ Tengen đang huấn luyện thể lực cho các kiếm sĩ một cách vô cùng nghiêm khắc. Ba cô vợ của anh thì lo chuyện bếp núc, tiếp sức cho các kiếm sĩ sau khi luyện tập xong. Luyến Trụ sẽ giúp đàn em rèn luyện độ dẻo dai, còn Hà Trụ đảm nhiệm phần huấn luyện phản xạ. Xà Trụ sẽ huấn luyện lại cách sử dụng kiếm đến độ điêu luyện. Phong Trụ thì bán hành và đập cho đến chết. Cuối cùng là Thạch Trụ sẽ huấn luyện phần cơ bắp. Các trụ cột cũng phải cải thiện sức mạnh trong lần tập huấn này, cho đến khi nào xuất hiện dấu ấn mới thôi. Những ai đã thức tỉnh dấu ấn thì phải tập luyện tăng thời gian xuất hiện. Khi các kiếm sĩ biết về dấu ấn thì hăng hái lạ thường.
cố gắng rèn luyện cho trận chiến sắp tới. Mặt khác, quả đưa thư của chú công Ubu Jasiki bất ngờ có mặt tại nhà của cô Tamaro. Con quả đã hỏi rất nhiều người để có thể tìm ra được nơi này. Mục đích của Ubu Jasiki chính là muốn mời Tamaro tham gia vào công cuộc nghiên cứu sự thay đổi của Nezuko cùng với trùng trụ Shinobu, đồng thời ngỏ ý hợp tác với cô ấy để đánh bại chúa quỷ Kibutsuji Muzan. Vốn là một con quỷ, nên khi được mời tới căn cứ của sát quỷ đoàn, Tamaro tỏ ra vô cùng nghi hoặc và lo lắng. Liệu quyết định này có thực sự đúng đắn? Nhận thấy có kẻ xâm nhập, Jushiro tức tốc chạy tới yểm trợ cho chủ nhân. Tuy nhiên con quạ đã sớm rời đi. Anh chàng muốn chuyển nhà ngay bây giờ nhưng Tamaro đã có quyết định của riêng mình. Cô không muốn trốn chạy nữa mà sẽ dùng thành quả mà mình nghiên cứu bấy lâu nay để đánh bại Muzan một lần và mãi mãi. Đây có lẽ là lần chuyển nhà cuối cùng của cả hai. Đích đến sẽ là tổng bộ của quân đoàn diệt quỷ, phủ Ubu Jasiki. Tập 2, nỗi đau của thủy trụ Tomioka Gizu. Trong lá thư mà chúa công gửi cho Tanjiro, ông ấy đề cập tới việc thủy trụ Tomioka không tham gia đợt tập huấn đặc biệt. Ubu Jasiki muốn đích thân tới gặp thủy trụ, nhưng tình hình sức khỏe lại không khả quan. Hiện tại đang là thời điểm quan trọng, các kiếm sĩ diệt quỷ cần đồng tâm hiệp lực với nhau. Chính vì vậy, chúa công muốn Tanjiro nói chuyện với Tomioka, khuyên nhủ cậu ta tham gia cùng mọi người. Mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng Tanjiro vẫn đồng ý với lời đề nghị đó. Trước khi đi, cậu ta muốn tham khảo cô bé Aoi cách để nói chuyện với Gizu. Tuy không có câu trả lời, nhưng Aoi đã chuẩn bị phần cơm nắm cho Tanjiro và thủy trụ. Ngay sau đó, Tanjiro lên đường tiến về nhà của đàn anh Gizu. Thủy trụ cứ ngồi yên bên trong không chịu ra bên ngoài, cứ tưởng thằng đệ sẽ chán nản mà bỏ về, ai dè nó cứ thế vào trong vô cùng thản nhiên. Tanjiro muốn Tomioka huấn luyện cho mình sau khi hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên anh chàng lập tức từ chối và có đôi chút giận dữ. Hóa ra thủy trụ bực bội vì Tanjiro không thành thạo hơi thở của nước, rồi kế nhiệm mình. Cậu ta cảm thấy có lỗi vì chuyện đó, nhưng chuyện thay đổi hơi thở không phải là điều hiếm gặp. Hơn hết Gizu đang làm rất tốt trên cương vị là một thủy trụ mà phải không? Tomioka cho rằng mình không phải thủy trụ rồi sau đó rời đi. Tanjiro không hiểu đối phương đang nói gì nên cứ ngơ ra đó. Trong bức thư của chúa công Ubu Jasiki, ngài ấy muốn Tanjiro khuyên thủy trụ tham gia vào đợt huấn luyện. Vì lẽ đó, cậu ta liên tục lẽo đẽo đi theo Gizu, miệng thì liến thoáng không ngớt. Thủy trụ vẫn cứ thờ ơ, mặc kệ cho cậu đàn em nhiệt huyết bám dai như đỉa, đôi khi còn có chút phiền phức. Sau hơn 4 ngày im lặng, thủy trụ đành phải bỏ cuộc và tâm sự với đàn em của mình. Thì ra Tomioka Gizu đã vượt qua kỳ sát hạch tại núi Tử Đằng, mà không dựa vào sức của bản thân. Cậu nhóc có mái tóc màu cam đỏ Sabito vốn là bạn thân của Gizu. Cả hai đều có chung một hoàn cảnh là bị sát hại cả gia đình. Sabito là người duy nhất bỏ mạng tại kỳ sát hạch. Cậu ta có thể dễ dàng hạ một con quỷ. Khi Gizu bị quỷ tấn công, Sabito đã tới ứng cứu và giao anh cho người khác bảo vệ. Đến khi tỉnh lại, thì Gizu đã được chọn vào sát quỷ đoàn do sống sót qua 7 ngày. Anh thậm chí còn chưa giết được con quỷ nào tại kỳ sát hạch đó, nên cảm thấy bản thân không xứng đáng làm trụ cột. Thậm chí Tomioka không tự tin rằng bản thân có thể thức tỉnh được dấu ấn, thế nên mong Tanjiro đừng quan tâm tới mình nữa. Cảm nhận được nỗi đau của Tomioka, nước mắt của Tanjiro rơi từ lúc nào không hay. Cậu tỏ ra kính trọng Sabito, người đã hy sinh mạng sống của mình để cứu tất cả kiếm sĩ trong kỳ thi sát hạch. Nếu Sabito còn sống, chắc hẳn anh ta sẽ là một trụ cột rất mạnh. Thì ra đây là lý do mà Gizu cho rằng bản thân xứng đáng chết hơn, Sabito. Tanjiro hiểu những gì mà thủy trụ đang phải trải qua, bởi cậu cũng từng được Rengoku hy sinh mạng sống để bảo vệ. Tanjiro lúc đó cho rằng bản thân nên chết thay cho viêm trụ. Tuy nhiên Inosuke đã giúp cậu thức tỉnh, hiểu ra được vấn đề. Tanjiro rất muốn động viên Gizu nhưng chẳng biết nói gì. Lúc này đây, trong tâm thức của thủy trụ hiện ra cảnh mà Sabito từng tát mình. Nhất định không được nói mình nên chết thay cho ai cả. Cú tát đó đã khiến Gizu tỉnh ngộ, không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Cuối cùng, thủy trụ đã chấp nhận tham gia vào đợt huấn luyện cùng với các trụ cột khác. Nhưng trước đó, cả hai phải lấp đầy cái bụng đói bằng bát mì soba cái đã. Cùng lúc đó, tại dinh thự của trùng trụ, Kanao muốn tập luyện cùng Shinobu, nhưng lần này cô ấy lại không tham gia đợt huấn luyện. Lý do là, vì trùng trụ muốn bàn với Kanao cách để tiêu diệt con quỷ đã sát hại chị gái của cô. Video review hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở những video review tiếp theo. Bye bye!